À, mọi người, ngày hôm nay mình cảm thấy rất là bức xúc nha, rất là bức xúc khi mình muốn bàn về cái vấn đề của thầy Thích Chân Quang. Ngày hôm qua nói rồi nhưng chưa đã, bây giờ trở lại nói tiếp. Thầy Thích Chân Quang đã kêu ông Minh Tuệ đó là cái thằng ba trận. Mà tôi hỏi mọi người coi này, một người tu hành, một người đã là có chức sắc rất là lớn, có chùa chiền, có quá là nhiều thứ, mà tại sao lại còn sân si đến như vậy? Tại sao lại sân si với thầy Minh Tuệ? Thầy Minh Tuệ đã có cái gì đâu mà ổng kêu người ta là một cái thằng ba trợn nha. Vậy thầy sân si với một thằng ba trợn, mà thầy có bằng cái thằng ba trợn đó không? Cái thằng ba trợn đó hiện tại bây giờ đang được người ta tung hô vạn tuế, đang được người ta đó là quỳ lại bái sư. Mà cái thằng ba trợn đó đó, nó không có làm gì để cho nó bị chửi hết trơn á. Còn thầy chửi cái thằng ba trợn đó, mà thầy có bằng cái thằng ba trợn đó không? Thầy có được người ta tung hô như vậy không? Thầy có được người ta đó là đón chào như vậy không? Vậy thầy nói người ta là cái thằng ba trợn, vậy thầy còn thua cái thằng ba trợn nữa. Những cái người mà trong cái nhóm Phật tử của thầy thì những người đó cũng là những người ba trợn đúng không? Những người mà đang mà tung hô thầy đó, đó là những người ba trợn đó, chứ không phải đó là chỉ có những người mà tung hô thầy Minh Tuệ. Tại vì thầy Minh Tuệ đó ít nhất cũng không làm gì để cho người ta cảm thấy khó chịu bực bội, mà thầy còn kêu người ta là ba trận. Thầy làm quá nhiều thứ không chấp nhận được, nói năng tầm bậy sầm bạ, dẫn dắt dư luận nghe theo lời thầy. Những cái mà thầy nói về nhân quả đó có không, có đúng không, hay là thầy đang hù dọa chúng sinh để cho người ta sợ cái quá khứ, cái tương lai, rồi cuối cùng người ta lại đem cúng dường cho thầy. Càng cúng dường thì càng tốt, còn nếu không thì sẽ bị nghiệp hoặc quả báo. Nếu như vậy thì thầy nghĩ đi, thì những người mà đang theo thầy đó có phải ba trợn không? Họ có thể có phải đang ủng hộ một thằng ba trợn không? Thầy còn thua một thằng ba trợn thì thầy nghĩ làm sao? Những người Phật tử của thầy đang ủng hộ một thằng thua thằng ba trợn, thầy nghĩ sao về điều đó? Thầy chửi người ta, thầy tu mà thầy còn sân si quá, thầy tu mà thầy còn quá là không có là kiềm chế được thầy. Mỗi khi mà thầy giận lên, thầy chửi người ta, thầy dùng những cái từ xấu hổ nhục nhã, thầy nhục mạ người ta, vậy thầy đã tu chưa? Thầy đã thành chánh quả chưa? Thầy nghe thầy Minh Tuệ nói đi, người ta đánh thầy cũng bỏ qua, người ta làm cái gì đó ảnh hưởng tới thầy cũng bỏ qua hết, đó là bậc chân tu đó. Thầy đã dạy cho người khác biết làm điều tốt, biết làm chuyện lành, còn đối với thầy Thích Chân Quang, thầy là một bậc thầy mà thầy tu mấy chục năm rồi mà, vậy mà thầy còn hung hăng, thầy còn làm sân si đến vậy. Thầy giận một người nào đó, thầy tìm những cái từ nhục nhã xấu hổ nhất, thầy đổ lên đầu người ta, vậy thầy có xứng đáng là một người thầy chưa? Hả? Thầy vẫn còn sân si, thầy vẫn còn nói là hiềm khích ganh tị như vậy, thì hỏi thử coi thầy có xứng đáng là một người mà thầy chưa? Thầy nói năng như vậy đó, thầy giận cái thầy sử dụng những cái từ thô thiển bẩn thỉu dơ giấy nhất, thầy dùng lên cho một cái người mà thầy ghét, thầy chưa thấy chưa? Giống như thầy thích Nhật Từ cũng vậy, khi mà không ưa một người nào đó, hiềm khích với một người nào đó thì sử dụng từ dơ giấy, như là đạp cất, như là ỉa cất, như là làm này kia kia nọ. Ủa, tu mà sao còn ăn nói dơ giấy bẩn thỉu, còn hơn là chúng sinh bình thường vậy? Tu mà sao kỳ cục vậy hả thầy? Tu gì, có thành chánh quả chưa? Tu vậy có là bậc chân tu chưa? Vậy tu hiểu chưa hả?
Trời ơi, vừa phải thầy thôi. Thầy có xứng đáng không? Thầy không xứng đáng. Chứ nếu như thầy xứng đáng đó, thì đó là người ta không chửi thầy đến như vậy. Thầy lên ăn nói sầm bậy sầm bạ, thầy đem những ba cái luật nhân quả lên để thầy nói cái này, thầy nói cái kia, thầy hù dọa chúng sinh để hả mà cúng càng nhiều tiền càng tốt cho thầy. Người càng cúng nhiều thì người đó càng có cái phước. Mà những cái người tới thầy đó là những người đó người ta tham phước. Đó là lý do tại sao mà người ta mới đem cúng tiền cho thầy cỡ đó. Mà thầy đã dụ dỗ chúng sinh như vậy rồi là đã có tội rồi đó. Mà bây giờ đó chúng tôi còn cảm thấy thất vọng nhiều hơn. Chúng tôi muốn kêu gọi Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam vào cuộc để xử lý những người giống như thầy. Làm sao vậy? Thầy còn quá là sân si đi. Giáo hội Phật giáo phải vào cuộc để xử lý những người ăn nói thô tục, tục tiểu, dơ bẩn giống như thầy. Và thầy thích ra Nhật Từ. Trời đất ơi, thầy đã tu rồi, thầy đã đắc đạo rồi, thầy khoe là thầy là người học nhiều hơn ông Minh Tuệ rồi, thầy biết nhiều giáo lý hơn ổng rồi. Ổng là một cái thằng bá dơ, một cái thằng ất ơ, một cái thằng là không ra gì, mà thầy là có nhiều từ nhiều chữ hơn ổng, nhiều giáo lý hơn ổng, mà thầy lại còn sân si đến như vậy. Thầy lại còn kêu người ta là cái thằng là ba trợn. Vậy thì thầy có xứng đáng không? Thầy có xứng đáng là một người mà người tu không? Trời đất ơi, ai ba trợn? Thầy có giấy xác nhận, thầy có giấy tờ gì từ bệnh viện để chứng minh là người ta ba trợn hay không? Thầy chỉ cần mới nói một câu là người ta ba trợn thôi là thầy đã là người vu khống rồi đó, là bịa đặt rồi đó, là người lẫm ngôn rồi đó, xảo ngữ rồi đó. Mọi người chia sẻ mạnh clip này của tôi tức quá trời mà, cả đêm tôi không ngủ được luôn á. Chia sẻ mạnh clip nha mọi người, bực bội gì đâu luôn, quá trời bực bội luôn. Trời ơi trời, sáng sớm đi tập thể dục ở trên phát mà tôi tức quá, tôi đi, tôi vừa đi tôi vừa nói tôi bực quá mà đó. Trời đất ơi trời, mình là người tu mà mình còn ăn nói quá là sàm ngôn như vậy thì thầy dạy được ai? Thầy Minh Tuệ không bằng thầy. Thầy nói thầy Minh Tuệ học được tới đâu rồi, học cái gì rồi, kệ ổng. Nhưng mà ít nhất ổng cũng còn không có chửi ai, ít nhất ổng cũng cho chúng tôi biết được là sống đẹp sống tốt là như thế nào, sống buông bỏ là ra làm sao. Còn thầy thì sao? Thầy không có sống buông bỏ, thầy đi tu quá trời mà. Vậy mà cuối cùng thầy sử dụng từ ngữ thô thiển tục tiểu như vậy, thất học như vậy, thầy nện lên đầu người ta. Thầy nghĩ thầy là người khôn chưa mà thầy nói người ta ba trận? Thầy có giấy tờ gì để chứng minh là người ta ba trận không? Thầy nói vậy là thầy giọng ngôn giọng ngữ rồi. Giáo hội Phật giáo phải vào cuộc xử lý những người giống như thầy, giống như thầy Thích Nhật Từ, quá trời thúi đi. Xin lỗi mọi người nha, ngày hôm nay đó mình tức quá à, mình vừa đi tập thể dục mình vừa nói chuyện cho nên á là mình nói hụt hơi luôn á, nói mà không có mà muốn nổi luôn đó, nhưng mà mình tức quá cho nên mình nói đó, mọi người thông cảm nha. Mình quá là bức xúc đi cho nên á là không kiềm chế được, bực bội dễ sợ luôn á. Các anh chị nào mà thương á Angie và ủng hộ Angie đó là chia sẻ clip để cho mọi người cùng nghe nha các anh chị ơi. Anh chị cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn rất nhiều. Nếu như anh chị nào đang ở Mỹ thì ủng hộ Angie bà Tám Kali bằng cách đó là gọi điện thoại cho Angie để được tư vấn xem là các anh chị có income bao nhiêu thì đủ. Còn nếu như mà không có income á thì mình vẫn có nhiều cái chương trình mua nhà không cần chứng minh giấy khai thuế, cho nhà ở, nhà cho thuê ở California và tất rất nhiều tiểu bang khác nữa. Cho nên nó là gọi cho Angie nha các anh chị. Ngân hàng của Angie nhận hồ sơ cho vay tiền mua nhà trên rất nhiều tiểu bang khác nhau. Có rất nhiều chương trình loan không cần chứng minh giấy khai thuế cho việc mua nhà hoặc là lấy tiền ra từ căn nhà của mình. Nếu như các em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua căn nhà thì ngân hàng của Angie chỉ cần các em có 1 tháng có công ăn việc làm là có thể mua được nhà rồi. Nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết về việc làm loan, refinance mua nhà hoặc bán nhà, hãy gọi cho anh chị ở số 626 236 2462, 626 236 2462.